các bạn, trong phần 3 này ấy, thì Kevin sẽ chia sẻ với các bạn về phân tích cơ bản. Phân tích cơ bản là gì? Thì việc đầu tiên chúng ta phải dự đoán được diễn biến của tỷ giá hối đoái dựa trên các chỉ số kinh tế như thế nào. Thì để vào cái phần này thì Kevin mời các anh chị vào trang web là forexfactory.com. Đây là cái trang web forexfactory.com. Thì đây là bảng công bố thông tin quyết định đến vấn đề tỷ giá hối đoái của toàn thế giới. Thì ở đây ấy, việc đầu tiên là chúng ta sẽ chọn cái filter là chúng ta sẽ chọn màu cam là tin quan trọng, tin đỏ tin rất quan trọng, và tin màu nhạt này là tin thực sự không quan trọng. Thì đây chúng ta sẽ chọn những cái tin đỏ, tin màu cam là quan trọng và rất quan trọng. Rồi sau đó chúng ta sẽ chỉnh sang cái giờ Việt Nam, múi giờ Việt Nam là giờ GMT cộng 7 để chúng ta sẽ tiện theo dõi. Rồi chúng ta chọn 24 giờ. Đó, khi xong là chúng ta sẽ có một cái bảng của tin của bây giờ Việt Nam. Ở đây chúng ta thấy những cái tin đỏ có chỉ tất cả những chỉ số và các nền kinh tế đây, Úc, New Zealand, Euro, Canada, Úc. Đó, thì ở đây chúng ta sẽ biết là khi mà những cái tin được công bố ra, những tin quan trọng này nó màu đỏ, cái actual là cái thuế công bố này nó màu xanh thì có nghĩa là tốt, màu đen thì là trung bình, màu đen thì đúng dự đoán, còn màu đỏ là xấu. Còn forecast là cái về chuyên gia dự đoán, cái preview là cái thực tế, cái qua kỳ trước, cái kỳ trước là các bạn sẽ theo dõi ở cái cột này, còn cái forecast là cái chuyên gia dự đoán, và cái actual là cái công bố ở đây. Thì chúng ta thấy này, tất cả những tin mà nó màu đỏ này có nghĩa là xấu cho cái nền kinh tế của cái đồng tiền này, còn màu xanh là tốt, đồng tiền được công bố. Còn chi tiết những cái nội dung mà cụ thể là như nào thì chúng ta sẽ, cái folder này thì chúng ta sẽ đọc những cái thông tin liên quan đến chi tiết rất là rõ ràng ở trong này. Nói chúng ta là cụ thể về nội dung. Đây là cái về vấn đề phân tích cơ bản. Ở cái tiếp theo thì là Kevin sẽ chia sẻ với các anh chị, chia sẻ với các bạn ở cái video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.